欢迎大家来到第二部影片学发音。Bạn có khó khăn gì về phát âm tiếng Hoa không? Trong video này, bạn sẽ học thêm một số phát âm khó. Nếu bạn muốn phát âm giống người bản ngữ hơn, hãy xem hết video này nhé. Bên tiếng Hoa haha, mỗi tuần sẽ có 2 video mới để bạn học tiếng Hoa. Nên bạn nhớ đăng ký ngay để không bỏ lỡ một buổi học nào nhé. Trong phát âm phần 1, mình đã chia sẻ một số phát âm khó. Nếu bạn chưa xem, bạn có thể vào link ở bên dưới sau khi xem video này nhé. Hôm nay mình sẽ bắt đầu với E và E. E có hai phát âm, một là Ơ, một là E. Khi mình thấy E, hầu hết mình sẽ phát âm Ơ. Chỉ có những ngoại lệ ở đây. Nếu bạn thấy Y, IE, UE, 3 trường hợp này bạn sẽ cần phát âm E, E. Ví dụ, 夜市, 而且, 越南, 一个, 我的, 特别. Và nếu bạn thấy I, I, bạn sẽ luôn luôn phải phát âm E, E. Bởi vì phát âm này E chỉ có một tổ hợp là I, I nhé. Ví dụ, phê sáng, cà phê, phê chú. Phát âm thứ hai là U, U cũng có hai phát âm. Nhưng mà trong pinyin mình không có dấu để phân biệt, nên mình phải tự ghi chú khi học nhé. Hai phát âm này là U và U, U, U. Đa phần mình sẽ đọc U. Chỉ có những ngoại lệ đây. Chư, 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 chưa, 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 yue. Và có hai cái hơi khó phân biệt, đó là lu và nu. Bởi vì hai cái này cũng có thể là lu và nu. Lu, nu, lu, nu. Trong pinyin không có dấu. Nếu bạn mới bắt đầu học, nhớ tự ghi chú nhé. Yue nan, chue de, xuế xí, tú su, khủ qua, lũ chú. Bây giờ nghe N và L nhé. Nụ lì, lũ trấn, lũ châu, nữ hải, lũ sơ, lũ tự. Phát âm thứ ba là ăn và ăn. Khi nói ăn, mình phải để lưỡi của mình ép vào hàm trên. Và khi phát âm ăn, mình phải sử dụng âm mũi, giống tiếng Việt nói Nguyễn. An chuyển, mạn mạn, Hàn Quốc, chẳng cơ, phăng phả, thải dắng. Phát âm thứ tư là ân và ân. Khi nói ân, mình phải dùng lưỡi của mình chạm vào hàm trên. Khi nói ân, mình phải sử dụng âm mũi trân chu, rần sư, sân lín, nâng lì, trần chuệ, tráng trấn. Phát âm tiếp theo là ở, ở. Khi mình muốn phát âm từ này, mình phải để lưỡi của mình gần hàm trên, không chạm vào. Ở zi, ở, ở đuốc. Bây giờ Adam đọc chữ, bạn hãy chọn cái chữ viết chính xác nhé. Chuyện,
确认。你是谁？你是谁？旅行，旅行。参加，参加。证明，证明。Bạn có chọn đúng hết không? Nếu bạn muốn biết thêm phát âm nào của tiếng Hoa, bạn có thể bình luận ở bên dưới rồi chúng tôi sẽ cố gắng làm video về phát âm đó nhé. Trong video tiếp theo, mình sẽ học về tiếng Hoa trong công việc, về khách sạn. Nên bạn nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ một buổi học nào với Adam và Howard nhé. Nếu bạn thấy video này rất tốt, bạn vui lòng ấn thích và chia sẻ video này với bạn bè của bạn nhé. 谢谢你观看我们的影片，我们下次见。